Hello mọi người nha. Hôm nay mình đến với thôn 1 Đinh Trang Thượng này. Đinh Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng. Mình đến với lại cái lô này là gần 7 sào. Đây cái lô trước mắt mình đây, mặt tiền nó đây. Mặt đường 3 mét hơn. Đường này đường xe bán tải nha. Nó cách cái trục đường chính của cái liên thôn của Đinh Trang Thượng rơi vào tầm 500 mét đường xe hơi. Và cách quốc lộ 28 rơi vào tầm 1 cây rưỡi số. Đây quốc lộ 28 trước mắt mình này đó, trường học nè, ủy ban xã đầy đủ trước mắt mình luôn nha. Đó, ủy ban trường học ngay mặt luôn luôn. Đường chim bay tới miếng đất này thì chưa tới 1 km, nhưng mà đi đường này ra thì tầm 1,5 km. Thì cái lô trước mắt mình đây là trồng cà phê nè, full cà phê luôn. Đây, mặt đường của nó thì rơi vào khoảng tầm 40 mét mặt tiền. Đấy, 40 mét mặt tiền đường chính đây. Khu vực này đất người ta đang làm view rồi. Ủi bằng ra để làm view đây. Cách trung tâm ủy ban xã Đinh Trang Thượng thì gần ngay mọi người. Ngay đây thôi, đấy trước mắt mình nè. Để mình zoom cho mọi người coi nè. Đó, đây là quốc lộ 28 luôn nha. Trục quốc lộ 28 đấy. Đây là mặt tiền phụ. Đó. Đất chạy xuống dưới suối luôn. Đây này. Cà phê của cái lô gần 7 sào đây. Trồng full cà phê nha. Đất này thôi nằm khu vực thôn 1 Đinh Trang Thượng. Giá rẻ bèo luôn nha mọi người, sổ sách đầy đủ. Đó. Mình nắm giá chính chủ luôn. Bốn mươi mét mặt tiền đường chính, đường xe bán tải. Đường xe bán tải khoảng tầm 5 mét thôi, còn ngoài kia thì trục chính nó là đường xe hơi rồi, đường lớn rồi. Đường 6 mét. Còn đây là đường phụ nó nè. Lô này nó cũng có vẻ vuông vức đây. Đấy, nó chảy dài xuống dưới suối. Khu vực này thì cũng sát dân cư thôi. Dân cư đây. Ngay đây luôn, tiện ích đầy đủ hết luôn nha. Trường học, ủy ban, trục chính của quốc lộ 28. Mọi người cần chi tiết thì liên hệ cho mình. 0988 191019 nha. Mình chuyên đất về khu vực Tây Nguyên. Cà phê cũng lớn rồi. Mọi người cần chi tiết lô này thì liên hệ cho mình nha. Giá rất là rẻ luôn. Khu vực này giá nó rơi. Mình sẽ báo giá ngay trên cái tiêu đề của mình. Đây, đường đường nhánh của nó đây.